Chào bạn nha, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lý do chúng ta phải tự động hóa quy trình bán hàng của chúng ta Cũng như là chúng ta đã học về marketing vòng đời để có thể khắc phục được ba lỗ hổng của người kinh doanh online hiện nay Và ở bài học này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về Kif Infusion Shop Như mình giới thiệu, Kip là một trong những công cụ email marketing mạnh mẽ và hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay và đây là 7 lý do khiến bạn nên sử dụng Kip Infusionsoft làm email marketing ngay từ bây giờ nha các bạn. Rồi ở lý do thứ nhất mình giới thiệu các bạn đó là Kip rất là dễ dùng các bạn nha. Tuy nó là tiếng Anh nhưng mà đối với những người mới, những người không giỏi về tiếng Anh chúng ta chỉ cần sử dụng một vài thời gian thôi là chúng ta có thể làm chủ được những cái chức năng cơ bản của Kip rồi các bạn ạ. À. Rồi tiếp đến nữa là tự động hóa với độ chính xác cao các bạn nha đối với kiếp khi mà chúng ta làm những chiến dịch là những quy trình và chúng ta chỉnh sửa sau đó chúng ta lại public lại thì nó chạy rất là mượt các bạn ạ và khi mà tự động hóa cao thì chúng ta sẽ làm gì ạ sẽ giảm được à, cái sự tác động của con người vào hệ thống à, cũng như là giảm chi phí nhân công của chúng ta nha rồi ba nữa là gì ạ à, độ tùy biến cao và giúp bạn có thể tự do thoải mái tùy biến cái quy trình bán hàng hầu hết đối với những loại hình kinh doanh À, như mình uh, dùng kiếp được một năm rồi thì mình thấy được là nó thực sự là nó chỉ là kéo thả kéo thả và chúng ta có thể tùy biến những cái chức năng của kiếp những cái function của nó phù hợp với quy trình bán hàng của chúng ta nha rồi lý do thứ tư là gì ạ kiếp thì rất là thông minh các bạn ạ. À, có cái tính năng gọi là cái năng tracking ấy, hay là tính năng report ở trong kiếp thì nó sẽ giúp cho chúng ta lọc được những cái data không tương tác chẳng hạn trên 1 tháng 2 tháng hoặc là những data đã up out khỏi hệ thống và khi mà chúng ta dùng cái chức năng ví dụ như là điểm lửa đó, thì chúng nó sẽ giúp cho chúng ta là gì Biết được uh, khách hàng đã nóng chưa, đã nóng hay là đã lạnh ở trong hệ thống của chúng ta rồi thì đó là uh, rất là tuyệt vời và chúng ta có thể nhân bản những kiến dịch rất là nhiều lần đấy các bạn nha Rồi. Rồi, đối với kiếp thì rất là tuyệt vời, đó là gì ạ? Khi mà chúng ta đã đăng ký một cái tài khoản và nó chỉ tính theo uh, theo cái contact, theo liên hệ vào thôi còn email à đúng không ạ email chúng ta gửi hàng tháng hàng ngày thì nó sẽ không bị giới hạn các bạn nha giống như lúc nãy mình có giới thiệu đúng không ạ ông Donald Trump và uh, Biden gửi thì ông Trump gửi tận 16 email có những ngày 16 email một ngày thôi thì đối với kip cũng vậy nó sẽ không bị giới hạn và khi các bạn nhân lên 2-3 email một ngày cho 30... Uh, 30 ngày trong một tháng lên thì các bạn thấy rất là khủng các bạn gửi rất là khủng các bạn nha và khi data càng nhiều hàng hàng trăm hàng ngàn người vào một tháng ấy thì cái chi phí rất là lớn khi các bạn nếu mà tích hợp một cái bên mà họ tính tiền theo uh, tính tiền theo email nha các bạn và đối với kiếp thì nó không tính tiền theo email và chỉ tính tiền theo contact cho các bạn nha rồi uh, tiếp theo nữa là như mình nói đúng không ạ dễ dàng phân tích cái hành trình khách hàng và đo được nhiệt độ lạnh ấm nóng rồi Thế thì khi mà tìm hiểu về kíp thì mình sẽ cho các bạn thấy được là cái customer journey như mình nói ở marketing vòng đời nó thể hiện trong kíp như thế nào và khi mà nhìn vào một đối tượng chúng ta có thể thấy được cái điểm tiếp chạm của chúng ta với họ như thế nào rồi đúng không ạ? Cái lịch sử mua hàng cũng như là lịch sử họ đã click vào email nào, họ đang ở chiến dịch nào thì kíp rất là tuyệt vời ở cái đó. Và cái lý do cuối cùng mình thấy rất là hay nữa đó là được support hỗ trợ nhiệt tình 24 trên 24 từ Mỹ các bạn nha và đối tác tại việt nam như mình chẳng hạn vậy thì cái chức năng này rất là hay khi các bạn các bạn là khách hàng của kíp các bạn nhắn tin ấy, thì nó sẽ có người người luôn các bạn nha tự động nhắn tin một một với các bạn và khi mà các bạn cần chỉnh sửa hệ thống hoặc là chẳng may mà các bạn làm một cái thao tác nào đó các bạn xóa so hết data đi thì nó sẽ giúp cho các bạn phục hồi lại rất là nhanh các bạn nha thì trên đây là bảy lý do mà khiến bạn à, nên sử dụng Kip infusion shop là một nền tảng tiếp thị tự động ngay từ bây giờ và nếu như các bạn quan tâm thì mình đã để cái đường link để các bạn có thể lấy cái thông tin nâng cấp tài khoản siêu ưu đãi của mình nha và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo xin chào